Tiếp theo là thông tin về chính sách. Từ tháng 1 năm 2023, hàng loạt quy định chính sách mới về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt đầu có hiệu lực thi hành. Quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số. Quy trình này được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động theo quyết định 422 của Chính phủ, ban hành kèm theo quyết định số 3612 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2022. Đối tượng áp dụng thí điểm là người hưởng bảo hiểm xã hội một lần đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội theo quy định. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2023, tăng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở lên 5% trên năm. Đây là nội dung tại quyết định 2081 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 2022 về mức lãi suất của Ngân hàng Thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11, Thông tư 32 và Thông tư 25 do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Điều chỉnh mức phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành quyết định 5692 ngày 8 tháng 12 năm 2022 quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp. Theo đó, quy định hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở cao nhất là 1, áp dụng với chủ tịch công đoàn. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.